cận cảnh 90 phút giải cứu ba cháu bé mầm non bị kẻ ngáo đá khống chế. Khống chế người đàn ông cầm dao gây rối loạn trật tự ở Quảng Ngãi. Đình chỉ hai cán bộ phụ nghi, biển thủ tiền công đức đền ông Hoàng Mười. Khởi tố thanh niên đi xe máy, tông bị thương cảnh sát giao thông vào mùng 3 Tết. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Vừa qua, vụ việc kẻ ngáo đá cầm hung khí khống chế bà cháu bé tại trường mầm non ở thành phố Mỹ Tho khiến dư luận bàng hoàng khi sự việc xảy ra quá đổi manh động và nguy hiểm. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu các bé trước mũi dao tử thần của kẻ ngáo đá. Sau 90 phút nghẹt thở, đánh lạc hướng kẻ này, các cháu bé đã được giải cứu thành công và an toàn. Sáng ngày 1 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo về việc tại trường mầm non tuổi thần tiên có bà cháu bé bị một đối tượng nghi ngáo đá, dùng dao khống chế, đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng. Được biết, đối tượng là Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Trượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo huy động các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu ba cháu bé. Khi đó, đối tượng Nguyễn Bá Quân cầm dao khống chế, đưa ba cháu bé vào một phòng học cố thủ và nhiều biểu hiện manh động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé. Sau khoảng 90 phút thuyết phục, đánh lạc hướng đối tượng, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang đã khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé. Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định, cuộc giải cứu diễn ra hết sức căng thẳng nhưng đạt được mục đích yêu cầu đề ra phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nguyễn thành diệu và đại tá nguyễn văn nhật giám đốc công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi sức khỏe các cháu bé động viên gia đình các cháu đồng thời động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ ghi nhận thành tích của lực lượng công an giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố mỹ tho phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm đối với đối tượng đúng theo quy định của pháp luật công an tiền giang cho biết qua kiểm tra nhanh đối tượng quân dương tính với chất ma túy Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận dẫn theo con ruột là NGH, sinh năm 2019, ngụ tại thành phố Mỹ Tho, đến tiệm tạp hóa, đối diện với trường mầm non, nằm trên đường đoàn thị nghiệp. Tại đây, đối tượng đã lấy con dao tại tiệm tạp hóa. Sau đó, đối tượng dẫn theo con và cầm dao vào trường hăm dọa, cướp điện thoại di động của cô giáo, rồi vào lớp mầm 2. Thời điểm đó, đối tượng bắt hai em học sinh là BGH và KHAN, cùng sinh năm 2020, đưa vào căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông đối tượng dục dao hăm dọa sẽ sát hại bé H trong trạng thái kích động, là hét, mất kiểm soát. Được biết, đối tượng quân đã có vợ là chị LTL, ngụ tại ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, quân có quen và sống như vợ chồng với chị NTTL, sinh năm 1977, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, lớn hơn quân 10 tuổi. Và có con chung là bé NGH, hiện tại giữa quân và chị L không còn chung sống. Lãnh đạo Tiền Giang cũng đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, hướng dẫn trường thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ trụ sở, trấn an tâm lý phụ huynh, ổn định tình hình. Vừa qua tại Quảng Ngãi, người dân sinh sống trên đường Trần hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Thông tin về vụ việc, một người đàn ông cầm dao, đã hét gây mất trật tự, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập tức khống chế đối tượng và dẫn giải về cơ quan công an giải quyết. Theo đó, vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 3 vừa qua, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân, có một người đàn ông cầm dao, la hét, dọa đâm người trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp nhận sự việc, Tổ Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, Tại đây, lực lượng cảnh sát 113 đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng thu một con dao và một bàn dao đối tượng lại cho công an phường Nguyễn Nghiêm. Đại diện công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đối tượng lúc này có dấu hiệu ảo giác tâm thần, nói lảm nhảm. Đối tượng được xác định là Lê TH, 38 tuổi, ở thành phố Quảng Ngãi. Theo người nhà của đối tượng cho biết, đối tượng TH trước đây có sử dụng ma túy. Rất may, trong vụ việc này không có ai bị thương do đối tượng gây ra hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ liên quan đến vụ việc cán bộ quản lý biển thủ tiền công đức tại đền ông hoàng mười gây xôn xao dư luận những ngày qua theo thông tin mới nhất ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã đình chỉ công tác hai người liên quan vụ việc này để không xảy ra tình trạng tương tự ủy ban nhân dân huyện cũng tiến hành lắp đặt camera giám sát tại nơi đặt thùng công đức đồng thời niêm phong nguồn tiền công đức để đảm bảo công tác quản lý theo đó vừa qua, đoạn video phản ánh tại đền ông Hoàng Mười về việc biển thủ tiền công đức của cán bộ quản lý tại đây. Cụ thể, sau khi du khách bỏ tiền trên bàn thờ, sẽ có một người thu lại và bỏ vào hòm công đức. Tuy nhiên, có một người lấy tiền trên bàn thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn. Người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân. Động thái này đã được đưa ra khi cơ quan báo chí phản ánh một số cán bộ trực tại đền ông Hoàng Mười, xóm Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức xảy ra vào ca trực ngày 25 tháng 2 vừa qua. Sau khi có thông tin phản ánh, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên yêu cầu ban quản lý đền Ông Hoàng Mười báo cáo thông tin liên quan đến sự việc và đề nghị công an huyện này vào cuộc xác định làm rõ. Mới đây, vào ngày 1 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên Nghệ An cho biết đã thành lập đoàn xác minh nội dung một số cán bộ trực tại đền Ông Hoàng Mười có dấu hiệu biển thủ tiền công đức Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện cũng quyết định tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân liên quan, tiến hành lắp camera giám sát tại nơi đặt thùng công đức. Đồng thời, niêm phong nguồn tiền công đức để đảm bảo công tác quản lý giám sát, bổ sung các biển khuyến cáo không đặt tiền trên bàn thờ. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Trước đó, ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, khi đang thực hiện nhiệm vụ, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bị một thanh niên tông trọng thương trên đường do không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Với hành vi của mình, đối tượng đã bị công an huyện Phụ Mỹ quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo đó, vào mùng 3 Tết vừa qua, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định gồm 9 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thanh Bình, phó trưởng trạm làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ. Đến trưa cùng ngày, tổ công tác phát hiện TNHA điều khiển xe máy không gắn biển số, chạy hướng Bắc Nam, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, A không chấp hành hiệu lệnh. Lúc này, Đại úy Nguyễn Đình Long, cán bộ tổ công tác, ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Song A vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông trúng Đại úy Long, khiến cả hai ngã xuống đường. Đại úy Long sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu. Tại bệnh viện, kết quả chụp phim cho thấy Đại Uy Long bị chấn thương nặng. Ngày 1 tháng 3, công an huyện Phù Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với TNHA sinh năm 2002 ở Đắk Lắk để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra, nhiều chiến sĩ cảnh sát giao thông không những bị chấn thương mà có người đã nằm xuống vô cùng xót xa. Vì vậy, mỗi người tham gia giao thông cần tuân thủ chặt chẽ an toàn, không nên phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện khi đã dùng chất có cồn và đặc biệt, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn bốn xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn km 194 qua xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận vào 2 giờ sáng ngày 1 tháng 3, cả bốn xe dùng toa đầu xe sau dính chặt vào đuôi xe trước và chập nát. Nguyên nhân là hai xe đang giảm tốc để chờ ủng tắc phía trước, thì xe thứ ba tông vào đuôi xe thứ hai và tiếp tục xe thứ tư tông vào. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng thiết bị đưa một vụ xe bị thương kẹt trong cabin ra ngoài để đi cấp cứu và tài xế ngồi bên cạnh tử vong mắc kẹt trong cabin. Nhiều xe cẩu cứu hộ được huy động đến hiện trường. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Bắc hoặc tất khám nghiệm hiện trường, xe cẩu đã cẩu tách rời các xe đang dính chặt với nhau đến 7 giờ sáng cùng ngày. Thi thể của tài xế NRI sinh năm 1983 của Khánh Hòa mới được đưa ra ngoài để khám nghiệm. Cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của các tài xế trong vụ tai nạn. Đến 8 giờ, hiện trường của tai nạn đã được giải phóng. Các xe tai nạn được cẩu đi để xe ô tô lưu thông trở lại kỳ thi vào lớp 10 ở các điểm nóng tuyển sinh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được ví căng thẳng hơn thi vào đại học. Bởi vậy, để chắc suất vào trường trung học phổ thông công lập, nhiều học sinh luôn chăn trở trong cách ôn luyện và làm bài thi như thế nào để đạt điểm cao nhất có thể. Với môn toán, môn thi bắt buộc trong kỳ thi này, nhiều em băn khoăn về các câu hỏi đạt điểm 9, điểm 10. Với môn toán vào lớp 10 thì em băn khoăn phần bài cuối khó bài năm ạ, bài được không phải 5 điểm, câu C hình với cả phần hệ thức VS trong phần hàm. Ấy. Theo các giáo viên, học sinh phải có sự luyện tập thường xuyên với những câu hỏi khó, các em phải luyện được kỹ năng tư duy và phản xạ tốt với các câu đạt điểm 9, điểm 10. Tuy nhiên, điều quan trọng là nên theo đuổi chiến thuật, dễ trước, khó sau, đúng câu dễ mới làm được câu khó, bởi sai câu dễ, nguy cơ trượt cao, không làm được câu khó vẫn có thể đỗ. Các giáo viên hầu như là đồng bộ tất cả các lớp thì hầu như đều dạy các con Uh, triển khai tiếp tục các mảng kiến thức và luyện dần cho các con những cái dạng mà chúng ta ít nữa sẽ tập trung thi vào 10 ạ. Với môn toán của của mình thì các con rất là hay sai, ví dụ như cái phần những cái điều kiện nhỏ mà bị mất khoảng tầm 0,25 điểm đấy ạ. Thì trong cái phần này thì thường chủ yếu là giáo viên mình phải theo sát các con và nhắc nhở các con thường xuyên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024, 2025 là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Từ năm học 2025, 2026, kỳ thi sẽ theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Mức hỗ trợ cấp thất nghiệp cao nhất năm 2024 là bao nhiêu? Theo quy định tại Luật Việc làm năm 2013, mức hỗ trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Đối với người lao động thuộc các đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Mức lương cơ sở năm 2024 là 1.800.000 đồng một tháng hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Mức lương tối thiểu vùng năm 2024, vùng 1 là 4.680.000 đồng một tháng, vùng 2 là 4.160.000 đồng một tháng, vùng 3 là 3.640.000 đồng một tháng, vùng 4 là 3.250.000 đồng một tháng. Như vậy, năm 2024, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng không quá 5 lần mức lương cơ sở, nam nhân 1.800.000 đồng bằng 9 triệu đồng, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng, nam nhân 4.680.000 đồng bằng 23.400.000 đồng. Theo đó, năm 2024, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất là 23.400.000 đồng một tháng. Đối với người là động làm ở vùng 1